Được anh em ơi. Ui con này to anh em ơi. Ui chép chép chép. Ý da. Chép chép to. Vâng, hello, xin chào cho em, quay trở lại ông Thảo Phúc Sinh nhé. Hôm nay được ngày em dậy sớm đi cô anh em ạ. Đi dậy 5 giờ, ê, này nó bục lốp các bạn này. Dậy 5 giờ, này bục lốp nghĩa là chán. Đất đồi. Ở đây và sau một tổ hồi nọ mọ thì em cuối cùng cũng đã đến được vị trí. Đây nó là nước lợ các bạn, không phải nước ngọt đâu, nước đục ngầu thôi. Đấy, anh em ý, có thể nói đây là vị trí đánh thì nó cực kỳ đẹp rồi, không để chê đâu được. Đây, và em tìm vị trí chắc là em sẽ đánh lục này, sẽ đánh chắc chỗ này đi. Để chỗ này và lăng xê thì à không, chắc lăng xê em rải đều đây. Đấy, rải đều chỗ này, còn lục thì đánh ở cái góc này, chính xác là góc qua cái chuối thế chỗ này anh em nhé. Đó, vậy lăng xê thì cái chỗ này ấy, thì mình chỉ có thu cá, chỉ có thu cái góc này để lấy cá lên góc này, góc này gần tải nhất, chứ còn nếu mà để ra ngoài xa đây thì khó khó lấy cá lắm. À, bây giờ thì em sẽ ra cần lục trước, xong bắt đầu tí mình ra lăng xê sau ấy nhé. Bởi vì mình ra lục trước mình xào trước thì cá nó một lúc nó vào ổ mà. Đấy, nên là lúc nào đánh cũng lên ra cần lục trước là ok nhất. Em cởi áo mưa đã. Lồng lắm anh em ạ. Lồng lắm. Nếu mà ở đây ăn lồng như này thì chỉ có ngồi trên chỗ này anh em nhé. Đây trên góc chỗ này thì thấy là sâu rồi. Đây nhiều chuối á. Chắc ngồi góc này mới sâu được anh em ạ. Ấy, đang đánh ngoài đây. Rồi, ở đây vị trí này chắc chắn là cũng có nhiều anh em ngồi để đánh rồi các bạn. Đấy, đẹp nha. Ngay đây gần đầu cống. Thôi em sầu xuống trước đã, xong rồi tí mới thả lăng xê. Cái gì cái là ưu tiên nhất là cần lục là phải sầu anh em ạ. Đi xuống cần để ném nó chuẩn. Trời này lạnh quá. Em không dám cởi cái quần mưa ra. Bởi nó rất là rét các bác ạ. Cá ơi vào đi. Cá ơi vào nhá. Vào đi em ơi. Cứ 10 đánh với. Cầu mong sẽ lên được nhiều hàng nhá. Cái cốt lõi của đi câu nó vẫn là may mắn. Lăng xê đánh 5 cần anh em ạ. Mồi thì vẫn là mồi gạch thôi. Chỉ lấy con nước đây. Mồi này ngâm được rất là lâu các bác nhé. Cái này nó sẽ rơi khoảng 4-5 tiếng đấy. Có loại còn được 8 tiếng cơ. Nhưng mà loại 8 tiếng ngâm lâu quá thì cá lại khó vào. Mắc cái rắn đấy. Mình lấy cái loại nó đánh chơi khoảng 4-5 tiếng thì là vừa. Cái này nhạy với cá nước lợ lắm anh em ạ. Đặc biệt là bọn cá rói này, cá nhồng này. Rói với nhồng là cực kỳ nhạy luôn.
Nhé. Cần chỗ đấy thôi anh em ạ, lắm phát bay tận nguy hiểm mất đấy. Rồi. Tí là lùa là chỉ lùa hết một cái rõng này anh em nhé. Rồi, ra cây cần cuối nào anh em ơi. Trời mưa quá. Ủa, con này cắn anh em ơi. Cắn rồi, con này dính. Con này dính anh em ạ. Ôi mắc cơ. Ôi đàn đấy nhỉ. Chết rồi anh em ơi, không biết đây người ta có đánh nò không cơ. Ôi đàn thế. Đóng cá mà mắc các bạn ạ. À, nó mắc túi bóng, mắc túi. Lên, lên đấy. Lên anh em ạ. Ui, mắc cái gì? Cá con. Ui, mắc túi bóng anh em ạ. Cá mương. Rồi. Được con mương con quá. Rồi, được con cá mương con anh em này. Chưa hết mồi luôn. Mắc cái tu bóng mà em cứ tưởng nó mắc cái gì cơ. Con này đóng ở ngoài không đóng vào mồm. Đấy. Đây con này. Đây. Được con cá mương con quá. Con này đóng ở ngoài chứ nó lại không đóng vào mồm, thế con cười. Để cho nên nét này. Anh em nhìn này. May là em vừa thấy nó kéo nó căng mắt thì cứ tưởng là cá to. Cuối cùng nó mắc ngay túi bóng. May vẫn lấy lên rồi. Rồi. Con này thả anh em nhé. Ném đi. Thì hình như hơi khoai anh em ạ. Đấy. Này hình như nó lạnh quá, cá nó ít ăn. Không có nào sao luôn, nó rét kinh khủng luôn đấy. Bây giờ tầm trưa rồi, thế giờ phải nấu gói mì tôm ăn đã các bác ạ. Để cho anh em xem mấy cái con này kinh chưa. Một con này. Đấy, các bạn nhìn này, con bồ lẹt chuối đấy. Trông dã man nhỉ. To dã man luôn đấy. Sợ thật. Khung cảnh chỗ này nó đẹp cực kỳ luôn. Chắc là tại hôm nay nó lạnh thế quái nào cá nó không cắn anh em ạ. Chứ bình thường em nghĩ chỗ này chắc chắn là có cá đấy. Bởi nó gần ngay mấy cái lầu cống này.
Ngã ba này, chỗ này điểm tụ họp phải nói là nhiều cá nhất khu này mới là đúng. Thế mà lại không cắn. Thôi kệ đi, lâu quá mì tôm ăn ạ, ăn trưa đã. Này, này em mang cái chảo đi các bác ạ. Chè nước. Đây, đây là cái chai, chai này chai nước các bạn, không phải bia đâu, em mang đựng nước. Làm hai gói mì tôm anh em nhé. Hai mì tôm nước rồi. Ok. Đây, hôm nay đi em có mang theo ít rau cải các bạn. Cái bóng đi ngoài xe nó bắn đầy bẩn. Nhưng mà bên trong thì nó vẫn rất là sạch. Đấy, bẩn bên ngoài thôi. Cho hai gói súp vào trước anh em ạ. Súp cái nào. Gió thật quá, gà dưới thổi phù phù phù. Phải nói đúng là thời buổi công nghệ các bác ạ. Cái này giờ chỉ cần có một cái bếp con này có 5 phút nào có bát mì ngon luôn. Rất là tiện lợi. Không phải vất vả như ngày xưa. Nọ vợ em bảo làm luôn cái que bộ nồi này các bạn. Bộ nồi này rất là hay nhé. Đây là nồi rẻ các bạn nhưng mà chất lượng rất là xịn. Nó không như cái đồ phượt đâu. Cái đồ phượt ấy thì thường anh em mua thì chất lượng nó sẽ rất là kém so với cái tầm tiền. Đấy, vợ em đợt đấy lấy cái bộ này bảo về kiểu như là nấu cả cháo cho trẻ con ăn đấy. Nó cũng đủ món lắm. Thế là đợt bộ này có hơn 300 nghìn thôi mà chất lượng nó xịn hơn hẳn so với cái bộ mà đi phượt mà anh em mua tầm khoảng 300 nghìn ấy thì nó không ra cái gì luôn. Hôm nọ em mua trên đấy có một cái lồi nhỏ nhỏ thôi. Nó 170 mấy nghìn nó về, nó có một tí nhôm mỏng teo luôn. Đấy, chất lượng rất là kém. Mà cái đồ này kiểu như đồ gia dụng gia đình ấy thì là kiểu nói chất lượng cực kỳ là tốt đấy các bạn ạ. Xong nó xịn sò hơn hẳn so với cái đồ phượt nhiều. Đấy, anh em nào mà thích kiểu như là ra ngoại em nghĩ là nên mua bộ này hay hơn này, bền đẹp. Cảm giác chất lượng nó ok hơn rất nhiều đấy. Xem nào. Hôm nay nấu ở đây thì kiểu như là nó tạt nửa quá các bạn, gió thổi đấy. Này, cho to gà. Đấy, cho to. Cái tạt nửa hình ra là nó cũng hơi lâu một tí chứ bình thường bật nút là nó sôi ngay rồi.
Đôi đũa hơi ngắn anh em ạ, mì chín này này. Đó. Cái này kể ra mà có một vài miếng thịt bò đây đẹp quá. Rồi, nhưng mà thế này rất là ấm này các bạn. Ngon luôn đấy. Mời các bạn ăn mì với em nhé. Đang nói trời lạnh ngày nào bát mì nóng tuyệt vời. Bốn này đây. Tầm này cá cắn thì cũng kệ. Phải nói là ngon thật các bạn. Đánh chén xong hai gói mì các bác ạ. Căng da bụng lại trung da mắt. Tầm này chỉ muốn đi ngủ thôi. Tại hôm nay em cũng dậy cũng rất sớm, đi được 5 giờ cơ. Mà xe cổ hỏng hóc thành ra là đến đây hơn 7 giờ. 7 rưỡi bắt đầu ra đổ 8 giờ. Wow. Tầm này buồn ngủ quá. Rồi, lại chuyển ghế vào vị trí kia ngồi các bác nhé. Xin chiến tiếp thôi. Ai, cần này cắn anh em ơi. Cần này cắn anh em ạ. Cần này dính rồi. Cần này dính rồi, trùng dây rồi. Bóng ngay. Ai à, được con này được anh em ơi. Ui, con này to anh em ơi. Ui, chép. Ý da. Chép to. Chưa, bây giờ lùa ra các bác ạ. Lùa qua con này để lôi nó vào đây mới lấy được. Ôi. Á, chà. Lùa vào đây. Không phải bỏ cả cân lục ra anh em ạ. Chép, à. Úi, chép anh em ơi. À, chim à, cả các chim anh em ạ, cứ tưởng chép cơ. Ôi, như này đẹp rồi, đẹp. khỏe lắm anh em ạ. Ý, được chim. Vào đây. Đấy. Vừa ăn mì tôm xong rồi dính mày. Rồi. Cho nó vào anh em ạ. Vào đây. Đóng lưỡi chùm đi. Chết rồi. Mấy lưỡi chạy quặn. Ui, con này to đấy anh em ạ. Uầy.
Con này to nhưng mà em với tổng con chép vào đấy, nó niệm lên phát bắt con chim. Đẹp chưa? Đây, quay anh em xem. Phê chưa? Để em cho vào cái túi ạ. Nằm như này. Đây, dậy. Đây, chó nằm đấy ạ, lên cái túi ạ. Con này tươi. Ok. Đó. Cái cần này là cái cần em vừa bị mắc bèo này. Em mắc bèo em thay mồi mới. Thì khả năng là em phải nhấc hết mấy cần kia lên thay một loạt mồi đó. Những cần ấy ngâm từ sáng mà. Cần này là mồi nó mồi mới, gọi là mồi mới. Nó mắc bèo mình thay thôi. Đỡ ngỡ được con chim hay quá. Nhưng một loạt này thay cả. Hết rồi. Úi giời. Trùng dây anh em ạ, con này trùng dây rồi này. Trùng dây. Ui trượt anh em ạ. Trượt dây đều ấy. Vẫn lên. Vền. Con vền. Em tưởng trượt cơ, được con vền. Mồi vẫn còn nửa mồi luôn đấy. Đây, được một chú cá vền các bác ạ. Này, em tưởng nó trượt cơ, kéo không thấy gì, hóa ra vẫn lên. Vền này đẹp đấy, lăng xê là ok đấy, mồi vẫn còn nguyên đấy. Con thứ hai. Con đánh luôn được các bạn, không phải để thay mồi. Ê, cần gắn. Ui, cắn anh em ơi. Đóng chưa? Đóng. Con này chọc bé anh em ơi. Ui. Bông à? Thế là bông các bác ạ. Giật bình ư bịch thế mà trượt nhỉ. Dã màn đấy. Mồi vẫn còn anh em ạ, nhưng mà vẫn thêm một con cụ mồi nữa. Ô, cái này là lích luôn anh em ơi.
Ơi, vẫn đang quay, lích luôn anh em ạ. Đóng luôn. Vừa thả mồi các bác ơi. Ui con này to. Ai à. Em vừa thả mồi, đang thay mồi. Con này to anh em ơi. Chim, chim. Ui, phải luôn qua mấy cân này anh em ơi. Luôn qua đấy đã. Nó đóng một vèo rồi. Ui, úi dồi ôi. Ui, con này khả năng sẽ mất lắm anh em ạ. Con này phải lùa nó ra đây cơ. Con này con chim anh em ạ. Chết rồi. Không lùa ở đây khó. Chết nhỉ. Không để cẩu đây anh em ạ. Không để cho cần về, đây cẩu. Vừa lém xong các bác ạ. Đăng. Ui. Tí chấm gãy con này. Lém đây. Ở đấy nó có bèo, hình ra là khó lấy. Nó có bèo quá. Vừa lém cái cắn luôn. Thế mà chết chứ. Ai à. Cần. Ai da. Cần đi khỏe đấy anh em ạ. Không sợ gãy đâu. Cậu lên. Mày. Mặc thế. Thế mà chết chứ. Lên chưa. Mắc nhiều cây quá. Còn không? Đúng vậy. Chết rồi. Thế mà đèn nhỉ. Rồi mấy cây vào. À vẫn còn nha mọi người. Hi. To anh em ơi. Ai à. Ui con này to. Đứng. To chưa anh em ơi. Phê. Cục mồi gạch vừa lém xong. Ăn luôn. Wow. To quá anh em ơi. Này phê chưa các bác ơi. Này phê chưa anh em ơi. Kiểu nó nói là mùa gạch thì đánh được đấy. Em vừa ấy em quảng cần cái xong bắt đầu em vừa thu vào, đang định ném tiếp cái cần này ra, cái là con này dính luôn. Cục mồi vẫn còn nguyên. Sướng quá. May là bắt được. Ôi vào. Ôn đấy. Ok đấy. Vào. Ui. Phế quá anh em ạ. Hôm nay em đánh lục khô nào vào luôn. Hay là mình đánh ở gần đây cá không ăn biết. Bởi bữa nay trời lạnh mà các bác. Nhưng mà đánh năng xê này ok thật đấy. Em vừa đang định trong cùng mồi mới ra thì bắt đầu là cần kia nó cắn ngay. Cần kia vừa ném xuống xong. Phế quá, đang mồi anh em ơi.
Ok. Ồ, đây là thành quả của em các bác này. Mồi này, mồi này. Còn nhiều thế nhỉ? Rồi, lém cho cá ăn. Thành quả của em đây anh em ơi. Hai nhóc to phết đấy. Đây. Đây, cho anh em xem thành quả của em này. Hôm nay đánh nói chung là rất là sướng các bạn. Những cái dòng cá chim này nó khỏe lắm. Đừng đừng đừng. Hai con đều như nhau. Đây cho các bác thành quả hai con của em. Dễ khỏe lắm. Nào. Anh em nhìn này, này có đủ phê không? Hai con như thế này luôn các bạn. Con kia nó y hệt như thế này luôn, không phải bên em gì. Này. Đã anh em ạ. Nói chung là cái giống cá sông này ấy, thì anh em rán ăn rất là ngon. Đấy. Được hai con này chắc là vợ chồng em phải rán ăn phải đến 2-3 bữa mới được đấy. Mới được một con vẹn nữa. Ngon quá. Đấy, đây anh em này. Có nhìn nhá, phê chưa. Cái giống này ăn nó không tanh quá nhá. Để dòng cá sông này nó nước nó ăn nó không tanh, nó không như cá nước ngọt mình đâu. Điểm này đẹp quá, đánh được hàng rất là phê. Không bỏ chuyến đi ngày hôm nay các bác ạ. Do là thời tiết nó mưa lạnh ấy anh em ạ. Chứ nếu mà chỗ này ấy, mà nó không mưa không lạnh, nó thật sự các bạn nào có đánh con đấy rất nhiều hàng đấy. Nó dễ kìa. Thế anh em nọ cũng là anh em quen biết em hướng giới thiệu trên đây thôi. Các bác ấy đánh được rất nhiều cá rồi, bắt đầu là giới thiệu nên đánh thì cảm giác hôm nay đánh rất ok. Mỗi tội là trời này nó lạnh, thành ra là đánh ổ lục nó không được hiệu quả lắm. Đến mãi cuối giờ sau nó đè 2-3 phát lúc đấy là em buồn ngủ quá ngồi không để ý. Thế nó rụt cần phát, thế là đi mình mở mắt ra thì nó bóng mất rồi. Rất là tiếc, thế là được bị 2 phát. Thôi, tôi lô về các bác nhá. Tao mày đuối mệt rồi đấy.